Hello baby, con có muốn đi bơi với cá heo không baby? Con có muốn làm chó cá không con? Tất cả người cá của Tuyên sẽ được đi bơi với cá heo vào cuối tháng này nha. Và có hải cẩu nữa. Thì ai đã được Tuyên cấp bằng người cá quốc tế do Hiệp hội BDRC ở Mỹ chứng nhận rồi thì cuối tháng này chúng ta sẽ được đi bơi với cá heo. À, xin giới thiệu với các bạn, đây cũng là đệ tử mới của Tuyên. Đây là con chó Bẹt Rê gốc. Và nó chỉ là một con chó con rất là quậy. Các bạn thấy nó quậy không? Bây giờ tôi ôn chịu tập gấp. Những phụ huynh nào là người cá muốn nhận em ấy về nuôi không? Chứ ở nhà là em ấy quậy quá. Nó leo lên mình mùng chiếu gói nó quậy. Rồi nó cắn nát đồ đạc trong nhà. Nó nói là tôi ôn mà không chơi với nó là nó sẽ phá nát cái nhà này luôn. Thấy nó sợ không? Bởi vậy các bạn ơi, xử lý nó giùm tôi ôn. Tiền của tôi ôn nè, nó xé. Nó quậy tiền tôi ôn. Nó không cho tôi ôn nghe điện thoại. Nó nói là nghe điện thoại là không ở nhà chơi với nó, mà nó mới tới đây ở 2 bữa thôi mà nó đã quậy banh chành cái nhà của Tuyên rồi. Còn mình một chiếc gói nó quậy lên hết. Thôi Tai, mà cái con chó này á là do bạn Tai, người cá Tai gửi cho Tuyên nuôi đó. Người cá Tai hại Tuyên nha. Tuyên giao cho em nhiệm vụ chăm sóc rái cá mà em giao cho Tuyên cái con chó siêu quậy này nha. Tuyên yêu cầu khẩn thiết nói ba của em qua rước nó về cho Tuyên. Ở đây nó quậy Tuyên quá rồi, nó quậy còn gấp 3 lần mấy bạn người cá quậy Tuyên nữa đó. Thấy không, mệt lắm các bạn ơi. Giường của Tuyên mà bây giờ nó cũng leo lên nó ngủ luôn rồi đó. Bởi vì các bạn không hiểu loài vật, các bạn không có biết nó nói chuyện cái gì với mình, nên các bạn hả không có biết nó ý nó muốn cái gì. Còn nó hiểu Tuyên biết nó muốn cái gì nên nó quậy Tuyên. Nó cứ đòi theo ý nó. Đi xuống nhanh, đi xuống nhanh chưa, đi xuống nhanh chưa, đi xuống nhanh, đi xuống cái giường này nhanh lên. Mất thời gian của Tuyên quá rồi. Bây giờ cuối tháng là chương trình sự kiện người cá tới nơi rồi. Cuối tháng này là sinh nhật Tuyên 31 tuổi. Là Tuyên cũng đã có 31 vị đệ tử ở Việt Nam, là những người cá được cấp bằng quốc tế từ level 1 tới level 2. Thì những em ấy có thể theo Tuyên đi ra ngoài Nha Trang bơi với cá heo ở ngoài đó, với chơi với hải cẩu nữa. Thì ai là người cá quốc tế thì mới được cái ưu ái như vậy. Còn bây giờ Tuyên cần chịu tập gấp. Các phụ huynh người cá hỗ trợ Tuyên rước em chó Bẹt Rê gốc này về. Trị giá của em ấy là gần 100 triệu một bé đó. Cha mẹ của bé là có giấy khai sinh luôn. Nếu phụ huynh nào không dám lãnh em ấy thì Tai nói ba em qua rước nó về liền cho Tuyên. Nó ở đây nó quậy Tuyên quá rồi. Đi xuống giường, đi xuống giường, đi xuống giường, đi xuống giường nhanh lên. Ờ vậy là không có cho phụ huynh đem về nhà nuôi luôn. Rồi vậy là ba của Tai sẽ qua rước bé về nha. Bởi vì ba của Tai rất là quý Tuyên, giao nó cho Tuyên. Nhưng mà nói thiệt là Tuyên không có thời gian để chăm sóc nó. Mặc dù nó rất là thông minh, nó rất là quậy, nó rất là tăng động, nhưng kệ con ỉa cứt bự quá Tuyên chịu không nổi con. Cái phòng của Tuyên nhỏ xíu à, mà con ở trong đây con ỉa, rồi con quậy Tuyên, con đòi Tuyên chơi với con phá quá Tuyên chịu hết nổi rồi. Thôi đi về đi con, về nha con, để Tuyên còn có thời gian mà chăm lo cho các bạn người cá, giúp cho các bạn ấy phát triển trở thành tiên cá, để các bạn ấy bảo vệ động vật, bảo vệ tụi con ha, khỏi những con người thường vô tri vô minh làm hại cho cuộc đời của tụi con. Còn những ai làm người cá của Tuyên, tất nhiên tương lai thế giới đang chào đón các bạn. Chúng ta còn phải hoạt động môi trường khắp thế giới. Những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với các em, các đệ tử của Tuyên, nên chúng ta không thể dành thời gian để làm những việc vô bổ được. Chúng ta phải làm những việc tích cực nhiều hơn. Ok, bye bye. Các bạn thấy bé chó Bẹt Rê này giờ sướng không? Thú mà ở với Tuyên thì sẽ được sướng như người, người mà ở với Tuyên sẽ được sướng như tiên. Chỉ có Tuyên là không được sướng gì hết, phải lo cho tất cả muôn loài. Mà bây giờ là thời gian không còn nhiều nữa, nên các bạn có thương Tuyên thì giúp Tuyên bảo vệ thiên nhiên và động vật, chứ đừng có gửi gắm thú vật cho Tuyên nữa. Tuyên cũng hết tiền để mua thú về nhà nuôi giống như vậy rồi. Bây giờ tặng thú Tuyên cũng không có thời gian nuôi, bởi vì Tuyên còn nguyên một đàn đệ tử phải chăm lo đó.